đẳng cấp mới. My life, my color. Em chào chị. Hả? Ôi giời, sao bảo 8 giờ tối mai mà? Thì thực ra có hẹn chị là 8 giờ tối ngày mai. Nhưng mà quý vị khán giả muốn được trò chuyện với chị cho nên là ngay bây giờ và ngay hôm nay. Thế hả? Vâng, quý vị thân mến và khách mời của chúng ta trong chương trình ngày hôm nay đó chính là ca sĩ Trang Nhung. Thế thì mời Bình Minh vào nhà đi. Đi, rồi, vào xin mời nhá. Em mong nắng mai, xin nắng đừng phai, hôn bờ môi thắm, bồng bềnh mây trắng tay lại trong tay. Vâng, chị Trang Nhung thân mến, chị đã có một vai diễn để đời trong bộ phim Đồng Quê Xào Xạc với vai nữ chính, rồi có một sự nghiệp âm nhạc đầy hứa hẹn, nhưng mà bẵng đi một thời gian, chị lại lùi xa ánh đèn sân khấu để về chăm sóc gia đình. Chị hãy chia sẻ về cái giai đoạn này được không ạ? Thực ra thì cái việc này Trang Nhung cũng đã nói nhiều lần rồi, chắc là có thể nhắc lại cho mọi người nhớ rằng là thực ra thì Trang Nhung không dừng lại, mà mình vẫn âm thầm, thỉnh thoảng vẫn thu âm, mà bằng chứng là Trang Nhung vẫn có 7 album phát hành để làm sao mà vẫn cái thỏa cái niềm đam mê của mình và cũng đáp lại những tấm lòng của khán giả đã yêu mến mình. Mình cũng cố gắng ngoài cái thời gian chăm sóc gia đình con cái thì mình vẫn thực hiện những cái dự án như là CD, ca nhạc hay là những cái MV. Tuy nhiên là không nhiều như những ca sĩ khác. Nhưng mà chắc quý vị cũng có thể bây giờ các cái thị hiếu âm nhạc rồi các chương trình ca nhạc nó quá nhiều nên quý vị cũng ít xem TV, chứ thực ra thì Nhung hát nhiều trên TV hơn. Vâng, và khi trở lại thì chị đã xuất hiện trong chương trình Bài Hát Yêu Thích này, rồi tham gia chương trình Tuyệt Đỉnh Tranh Tài. Và cái quãng thời gian chị trở lại như vậy thì chị có gặp khó khăn gì hay không ạ? Thực ra thì mình hát thì như một cuộc dạo chơi thôi. Nhưng mà điều đặc biệt là mình đã lên sân khấu là phải hết mình. Và cái sự trở lại như mọi người nói đấy thì đấy không phải là trở lại mà là tham gia những chương trình lớn hơn và trực tiếp và trực diện với khán giả đó. Thì Trang Nhung trước kia thì chỉ hát trong phim trường nhiều hơn chứ không có đi hát những chương trình mà khi mà mình trực tiếp đối diện khán giả, gọi là sống ấy, hát sống mà có đông khán giả xem á, thì là ít. Nhưng mà bây giờ thì thời gian cũng như là công việc, con cái, gia đình ổn định hơn rồi và các cháu cũng lớn rồi cho nên là Trang Nhung cũng tham gia được nhiều hơn. Và khán giả vẫn thấy chị đầy nhiệt huyết, đầy sức sống. Vâng, thì mình cũng cố gắng làm sao mà để cống hiến những cái ca khúc mà mình yêu thích cũng như khán giả yêu thích, mà mỗi lần mình xuất hiện là khán giả phải thấy mình là vẫn còn đầy nội lực. Vâng, chị đã gắn bó với dòng nhạc trữ tình, dòng nhạc cách mạng. Vậy có khi nào chị nghĩ rằng mình sẽ làm mới mình ở một dòng nhạc khác hay không ạ? Thực ra thì từ trước tới giờ thì Trang Nhung cũng hát khá là đa dạng thể loại. Nhưng mà cái thể loại đặc biệt nhất là ví dụ như là vừa hát vừa nhảy vừa vũ đạo ấy thì là ít hơn. Bởi vì là bận chăm sóc gia đình con cái rồi con còn nhỏ mà. Bởi vì khi mỗi một lần xuất hiện những cái ca khúc như vậy thì từ trang phục, quần áo, đầu tóc rồi trang điểm rồi đi tập vũ đạo thì nó rất là bận rộn, nó khác hẳn hoàn toàn với những cái ca khúc mà áo dài, mặc áo dài truyền thống thì nó đơn giản hơn. Cho nên là bây giờ thì Trang Nhung cũng có thời gian hơn để mà chăm chút cho những cái ca khúc mới, ca khúc mà mình cũng rất là yêu thích. Thì Trang Nhung nghĩ rằng là tới đây quý vị cũng sẽ đón nhận những cái sản phẩm của Trang Nhung mà là mới mình. Vâng, và nhìn lại sự nghiệp âm nhạc của mình thì chị thấy hài lòng điều gì nhất ạ? Sự nghiệp âm nhạc nghe lớn thế. Thực ra thì Trang Nhung nghĩ rằng là ai cũng thích hát, mọi người sinh ra đã hát rồi khóc đúng không ạ? Tiếng khóc chào đời. Thì Trang Nhung nghĩ là cuộc sống nó phải như thế, nó mới lạc quan, nó mới bay bổng. Thì song song với việc chăm sóc gia đình cũng như kinh doanh thì Trang Nhung luôn luôn giữ cái niềm đam mê ca hát của mình để làm sao cuộc sống nó không tẻ nhạt, không nhàm chán, và cũng gọi là cái máu nghệ sĩ ấy. Khi mà được mọi người khen nịnh thì thích, mà hát được mọi người vỗ tay cũng thích nữa. Thành ra là cứ nhiều lúc nghĩ bảo thôi chẳng hát nữa, bao nhiêu thứ phải chuẩn bị, bao nhiêu việc phải làm. Nhưng mà khi mà nghe thấy mọi người bảo Nhung ơi có chương trình này hay lắm thế này thế kia thì lại không cầm lòng được, lại máu nghệ sĩ nổi lên, lại đi. Thì Trang Nhung nghĩ rằng là cái đấy cũng là một cái duyên mà khán giả đã tặng cho Nhung, đã ưu ái yêu mến Nhung, cho nên là Nhung nghĩ là mình phải cố gắng thôi. Vâng, và
chị đã có được một vai để đời, một vai rất là ấn tượng trong bộ phim Đồng Quê Xèo Xạc. Và chị có nghĩ rằng chị sẽ tiếp tục trở thành diễn viên nữa hay không? Cái đó thì cũng hơi khó đấy, bởi vì là cái thời gian mà để sắp xếp, mà để đi đóng phim thì nó mất rất nhiều thời gian hơn là ca nhạc. Cho nên là cũng có rất nhiều lời mời, nhưng mà Trang Nhung thường là từ chối, bởi vì là cũng không sắp xếp được thời gian, quả thật là như vậy. Nhưng mà Nhung cũng hy vọng là sẽ có một ngày có những cái vai diễn mà nó phù hợp, và Trang Nhung thích thú đến độ mà bỏ hết công việc xếp sắp sang một bên để tiếp tục trở lại làm diễn viên. Nếu như có cơ hội một cái vai diễn mời chị vào thì chị thích hóa thân vào cái dạng nhân vật như thế nào? Nữ tính hay là một cái vai cá tính, hay là một cái vai khác hoàn toàn với một ca sĩ Trang Nhung? Thực ra thì vai gì cũng mình cũng thích ấy, miễn là làm sao mà nó phải có cái kịch tính trong đó và nó biến hóa thay đổi thì mình mới thích thú. Chứ còn nếu mà nó cứ hiền hậu mãi cũng không thích đâu, nghỉ gớm. Ví dụ thế. Vậy là quý vị đã hình dung ra được, nếu như có được một vai diễn thì ca sĩ Trang Nhung sẽ vào một vai sẽ là ấn tượng lên, một vai cá tính, một vai phải dữ dằn. Đó, ví dụ như thế. Hoặc là nếu mà vai hiền dịu thì lại phải thật khổ mới thích. Đấu tranh nội tâm, đấu tranh đấy. Thì thế mới thích. Bởi vì là người diễn viên mà, khi mà đã có máu nghệ sĩ chỉ thích làm sao mà mình được nhào nặn, rồi được bơi lội ở trong những cái vai diễn mà nó có nhiều cái giằng xé, cảm giác như thế thì mới thấy đã. Vâng, chị hãy chia sẻ đôi chút về cái kế hoạch âm nhạc của chị trong thời gian tới được không ạ? Thực ra thì cái dự án cũng như là cái việc đi thu âm cho những album sắp tới của Nhung thì rất là nhiều và hơi tham lam. Hiện nay ấy, thì Trang Nhung đã có được 3 album mà gần hoàn chỉnh ở trong phòng thu. Nhưng mà để mà từ cái lúc mà gần xong đến lúc mà hoàn thiện để ra mắt khán giả thì Trang Nhung chưa dám hứa là đến khi nào nữa. Chị Trang Nhung thân mến, bây giờ chúng ta trò chuyện về bé Bích Ngọc một chút đi nhỉ. Hát hay này, nhảy giỏi này, và đã chinh phục được quý vị khán giả, chinh phục được ban giám khảo để giành ngôi vị Á quân trong cuộc thi Việt Nam Got Talent 2015. Chị đón nhận như thế nào về thành công đầu đời của con gái ạ? Cảm giác chị ra sao? Thực ra thì nghĩ lại cái cảm giác cái phút mà cháu ở trên sân khấu á, mà người ta đọc mà bé Đức Vĩnh được giải quán quân ấy, thì còn Bích Ngọc á, thì là chắc chắn là có 2 bé thôi, thì là bé kia là Á quân. Mình thấy cũng rất là xúc động mà không biết phải tả thế nào. Cái quan trọng nhất là cái phần trình diễn của cháu ấy, khi mà cháu diễn xong là hết đau tim. Lo lắng nhất là cái ca trù, sợ là cháu nó không tập trung, nó trẻ con. Nhưng mà thực sự là nó làm cho mình vô cùng ngạc nhiên, bởi vì là không nghĩ là cháu nó ngồi như một người hát ca trù thực thụ lâu năm ấy, ngồi rất là tĩnh, mặt rất điềm tĩnh, thong dong. Nhìn rất là thích và đáng yêu. Vâng, và một điều chắc chắn quý vị khán giả cũng nhận được đó là bé có cái gen từ mẹ rồi. Nhưng mà chị Trang Nhung này, khi mà cháu được thành công sớm như vậy thì chị bảo vệ cháu như thế nào để có được tuổi thơ nó trong sáng? Thực ra thì Trang Nhung cũng đã trải qua một cái quãng thời gian hoạt động nghệ thuật rất là dài, và mình cũng đã từng bị những cái thị phi, và có những cái lúc mà khi còn trẻ đấy khóc suốt ngày à. Và cũng chính đôi lúc những cái thị phi nó đã làm cho mình nhụt chí, và mình đã không có nhiệt huyết để đi theo con đường nghệ thuật, nói đúng là như thế. Thế nhưng chính vì vậy mà bây giờ Trang Nhung cũng có những cái định hướng và những cái chuẩn bị sắp xếp cho con. Ví dụ như Nhung không tập cho cháu hát, cũng không cho cháu đi diễn nhiều, cũng không có hướng cháu tới các cái hoạt động trong showbiz, bởi vì là lời mời thì nhiều nhưng mà Trang Nhung chỉ tập trung cho cháu học văn hóa thôi. Thế và lâu lâu ở nhà, ví dụ có sinh nhật thì hát cùng với anh chị em trong nhà thế thôi. Chỉ một cái lần duy nhất là mùa hè thì là đài truyền hình mời là 2 mẹ con hát song ca, thì là Trang Nhung có tập cho bé một buổi để hát cùng nhau. Tức là rất là ít.
Vâng, chị Trang Nhung thân mến, chúng ta đang ngồi trong không gian yêu thích của chị. Chị hãy chia sẻ về không gian này một chút đi ạ. Bình Minh chắc cũng đi tất cả các phòng thì cũng đã xem, đã thấy rồi. Trang Nhung thì rất là thích, yêu thích cái không gian của gia đình mình. Mà Trang Nhung nghĩ rằng không phải chỉ riêng mình mà ai cũng vậy đúng không ạ? Nhà của mình làm nên thì chắc chắn là mình phải thích rồi. Nhưng mà tuy nhiên thì Trang Nhung nghĩ rằng là mình thấy không gian nào mình cũng thích. Bởi vì mỗi một cái không gian nó lại có một cái ưu điểm riêng và nó có một cái tác dụng của nó. Đối với gia đình Trang Nhung thì là một gia đình truyền thống và sống anh em, họ hàng cũng ở xung quanh đây rất là nhiều. Chồng Trang Nhung lại là trưởng, cho nên là ngày thứ bảy, chủ nhật hay là những ngày lễ, ngày nghỉ là anh em, họ hàng, mọi người đến rất là đông. Bạn trông không gian thế này thôi nhưng mà khi mà mọi người đến thì không có đủ chỗ ngồi. Wow. Vâng. Thì có phải chăng đây là không gian để chị kết nối các thành viên trong gia đình lại với nhau không? Vâng ạ, thì cái nét văn hóa truyền thống của gia đình Trang Nhung là luôn như vậy. Không chỉ những ngày Tết, ngày lễ mà ngày thường cũng thế, là gần như là hiểu ngầm với nhau. Là những ngày chủ nhật, thứ bảy hay là rảnh là có thể alo nhau để sang nhà nhau ngồi chơi. Và đặc biệt là hay tụ họp ở nhà Trang Nhung. Thì Trang Nhung nghĩ rằng là đấy là một cái văn hóa truyền thống của gia đình mà Trang Nhung rất là thích nối kết các thành viên trong gia đình với nhau. Để có được cái ý tưởng cho ngôi nhà này không biết là từ chị hay là từ anh ạ? Mình thì phụ nữ thì chân yếu tay mềm cũng không có góp ý gì nhiều mà chủ yếu là ông xã. Một cái điều nữa mà mình đang rất là thắc mắc là cách bài trí trong ngôi nhà này. Mặc dù là anh lên ý tưởng như vậy nhưng mình thấy cách sắp xếp và thấy nó rất là có gu. Không biết là tất nhiên là không thể thiếu bàn tay chăm sóc của chị rồi đúng không? Thì nói chung là Trang Nhung cũng thỉnh thoảng đi đi đây đi đó thì thấy cái gì xinh xinh mà mình thích, mình hình dung là cái góc này còn thiếu cái này, thiếu cái kia, hay là cái này mình để vào góc này chắc là đẹp lắm đây, mà vừa là kỷ niệm của chuyến đi của mình nữa. Cho nên là Trang Nhung nghĩ rằng là mình cũng sưu tầm một số những cái vật lưu niệm để trang trí ở trong nhà cho nó phù hợp và cũng là những cái lưu giữ kỷ niệm của mình. Một cái điều mà khi mà mình rất là vui khi được nói chuyện với anh Phương, ông xã của chị, thì anh mà mặc dù chị đi hát nhiều như vậy, chạy show nhiều như vậy, nhưng mà chị vẫn về, chị muốn tự tay chăm sóc ngôi nhà của mình chứ không nhờ đến người giúp việc. Tại sao chị lại muốn làm điều đấy? Tại sao không để nghỉ ngơi cho người giúp việc? Thực ra thì Trang Nhung nghĩ rằng người phụ nữ nào cũng thế thôi ạ. Đã lập gia đình rồi thì luôn luôn muốn làm sao mà dành thời gian cũng như là cái công việc hàng ngày mình tự tay mình chăm sóc cho chồng mình, con mình. Có rất nhiều gia đình họ trang trí những vật dụng bàn ghế hoặc là những cái đồ trang trí như này họ theo phong thủy. Thế còn chị thì sao ạ? Thực ra thì mỗi một phòng chắc là Bình Minh cũng thấy là nó có những cái cách trang trí, bài trí khác nhau. Ví dụ như phòng khách này thì là ông xã mình tự trang trí theo cái phong thủy để hợp với tuổi của anh ý. Thì thường thì là ông xã lên cái bản thiết kế tổng hợp. Thế còn Trang Nhung thì là đi vào chi tiết. Vâng, chị được cảm ơn nghệ sĩ Trang Nhung đã dành cho chương trình cuộc trò chuyện vừa rồi. Và thay mặt cho những người thực hiện chương trình, xin gửi tặng chị món quà của nhãn hàng Sơn Michaeler. Và xin chúc cho chị cùng gia đình có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công hơn nữa trên con đường sự nghiệp. Xin cảm ơn Bình Minh và cảm ơn chương trình. Cảm ơn khán giả đã theo dõi. Xin được cảm ơn quý vị khán giả đã luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Platinum đẳng cấp mới. My life, my color. Đẳng cấp mới. My life, my color.